chào các bạn, mình đang có mặt trên quốc lộ 1A nha, đoạn phía trước cầu xã Bảo nha các bạn. Thì video này mình sẽ hành trình đi vào trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Phía trước là cầu Nành Gòn, nhưng mà mình sẽ không đi tới cầu Nành Gòn nha. Mình chỉ bắt đầu quay từ cầu xã Bảo đi vào trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Các bạn đang nhìn thấy phía trước bên tay trái thì có một cái chốt kiểm soát xe kìa. Thì khi mà bắt đầu đi quay á, thì mình có hỏi một cái anh bộ đội chát chốt ở cái trạm trên đường nè. Thì anh nói không được đi qua khỏi địa bàn của tỉnh Bạc Liêu thì có thể đi lại bình thường. Nên mình sẽ bắt đầu quay từ cầu xã Bảo nha các bạn. Đường phố bây giờ cũng khá là vắng vẻ do người dân cũng ít ra đường á, nên các bạn thấy rất là thông thoáng. Video này mình thực hiện theo một cái yêu cầu của một bạn. Hôm qua mình thấy comment ở phía bên fanpage của mình á. Tuy nhiên có một chuyện rất là buồn, nên cả ngày hôm qua mình ở nhà mình không có đi quay các bạn. Đó là mình bị mất cả nhóm và cả trang luôn các bạn. Hôm qua mình mất cái quyền quản trị nhóm và trang Bạc Liêu quen tôi á, nên rất là buồn luôn. Cả ngày em nằm ở nhà không có đi quay cho các bạn xem. Hôm nay thì nói chung không biết phải làm như thế nào nữa. Chuyện cũng đã gọi rồi, mắt cũng đã mắt. Cái đó cũng vui, cái sự sơ suất của mình, ngu dại của mình, nên mình chấp nhận thôi. Mình đang cố gắng xây dựng lại một cái trang khác, thì rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình để cho mình có thể chia sẻ tiếp tục những hình ảnh của quê hương đến với tất cả mọi người trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam cũng như là ở nước ngoài nha các bạn. Hiện tại thì mình đang trên đường 1A, quốc lộ 1A, và đây cho các bạn xem. Đây là chỗ trường tiểu học Mai Thanh Thế, điểm trường ấp Chợ Băng 2, ấp Chợ Băng 1 nha các bạn. Địa chỉ là ấp Chợ Băng 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Đó. Hiện tại là 3 giờ chiều nha các bạn. Nên trời khá là nắng. Mình sẽ quay chi tiết cái hành trình mình đi từ cầu xã Bảo đi về trung tâm của thành phố Bạc Liêu để coi tình hình con đường này như thế nào các bạn. Phía trước các bạn đang là trạm thu phí nha. Mắc thì cũng đã mắc rồi, làm gì cũng không được nên đành chịu thôi. Cái cảm giác mà nhìn cái trang của mình tạo dựng ra mà bị người khác quản lý đăng này đăng kia lên, cảm giác vừa tức mà vừa buồn các bạn. Đăng tùm lum tùm la không theo ý của mình, mình cảm thấy mình rất là tức. Nếu mà các bạn có thường xuyên theo dõi cái fanpage của mình á, thì các bạn có thể nhìn thấy trong ngày hôm nay đã đăng rất nhiều cái bài viết chia sẻ cái link chỉ sang trang web khác á. Cái đó là cái hình thức mà kiếm tiền đó các bạn. Hồi trước có rất nhiều các đối tác liên hệ với mình muốn đăng bài kiểu đó, kiểu như tiếp thị liên kết á, nhưng mà mình không có nhận do những cái trang báo đó là không phải là trang báo chính thống, nên mình không có tiếp nhận nha. Nhưng mà bây giờ thì đã bị chiếm quyền quản trị rồi, nên nằm còn những cái tin tức đó để họ kiếm tiền. Mình cảm thấy khá là bực bội, nhưng mà không có làm gì được hết. Mình đã bỏ 2 năm trời để tạo ra và chăm chút từng ly từng tí
đi khá nhiều nơi trong tỉnh Bạc Liêu, đi vào những cái kiểu như đi xã ấp trong các huyện để có thể quay những cái hình ảnh quê hương chia sẻ với toàn thể các bạn. Nhưng mà giờ đây mình mất hết, không còn gì. Mình đang cố gắng để tạo dựng lại một trang fanpage khác và sẽ tiếp tục chia sẻ hình ảnh của quê hương đến với các bạn. Thì rất mong trong thời gian tới thì các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Phía trước các bạn đang là cái trạm kiểm soát các bạn, kiểm soát xe tải nè, ra vào tỉnh các bạn. Đi tới đền Thờ Bác cũng khá lâu rồi mình không có vào, từ cái lúc mà giãn cách xã hội tới giờ á cũng hơn 2 tháng rồi mình không có đi vào con đường đó, cũng khá là nhớ những con đường đó và những cánh đồng trong đó rất là thơm các bạn, đi ngang những cái đồng lúa rất là thơm luôn. Ở trong đó thì mình đã quay được các địa điểm như là ấp Bầu Sen, ấp Chà Hắc nè, nơi nữa. Thì mình cũng nhận khá nhiều yêu cầu của các bạn đi quay nhiều hơn những cái địa điểm trong đó. Thì trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục đi để thực hiện nha. Nhưng mà tình hình dịch bệnh nó không trở nên phức tạp nha các bạn. Đã tới trung tâm hành chính của huyện Vĩnh Lợi. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy giống như là có bưu điện nè, có ngân hàng Agribank nè.
phải á, bên tay trái các bạn có thể nhìn thấy cái hẻm 24 ấp Xẻo Chích. Thì ấp Xẻo Chích thì mình vẫn có chia sẻ hình ảnh, thì hôm nào mình sẽ tiếp tục hành trình để có thể quay cái ấp Xẻo Chích chia sẻ với các bạn. Mình đang trên đường dậy các bạn. Bên trái là đường Lê Thị Hạnh đi vào ấp Xẻo Lá nha. Ấp Xẻo Lá thì mình cũng đã có một video chia sẻ rồi. Thì nếu mà các bạn nào chưa xem thì hãy xem lại trên kênh giúp mình nha. Về biển Vĩnh Lợi thì có khá nhiều con đường quê hương rất là đẹp. Mình rất thích nên có khá nhiều video mình chia sẻ. Trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ hành trình về huyện Hòa Bình nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ những hình ảnh về huyện Hòa Bình nha, ở trong những cái ấp, những cái xã. Hôm trước thì mình đã có một cái video đi về xã Vĩnh Nghĩa, thì đâu đó mình quay theo một người anh ở bên Mỹ á. Mình đã chia sẻ, nói chung anh rất là vui, mình cũng vui lây luôn. Mình nhận khá nhiều yêu cầu của các bạn, yêu cầu mình đi quay những cái địa điểm của quê hương á, nơi các bạn sinh ra và lớn lên. Hiện tại thì do tình hình dịch bệnh á, các bạn xa nhà không có về quê để thăm quê hương được. Nên các bạn cảm thấy rất là nhớ và mong muốn mình đi quay để chia sẻ. Tuy nhiên thì cũng do cái khoảng cách địa lý hơi xa và dịch bệnh cũng hơi phức tạp nên mình không có đi xa được, giống như những cái huyện giống như là Giá Gai nè, Hòa Long Hải thì mình không có đi được. Mình sẽ cố gắng trong khoảng thời gian tới thì sẽ sắp xếp và có những chuyến hành trình đi về. Giúp mình có động lực và cũng như là theo dõi
các video tiếp theo của mình. Đi thẳng đây nè, đi theo hướng của mình thì đi vào trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Ở đây có một cái chốt kìa. Hiện tại thì thành phố Bạc Liêu đang áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 19. Thì khu vực nên đi lại của bà con cũng tương đối là thoải mái. Tuy nhiên thì hạn chế nha, đừng ra đường khi không có việc cần thiết hoặc tập trung những nơi đông người, và luôn luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch như là đeo khẩu trang. Khi đã xuôi thì xuôi tới các bạn, mình quay nãy giờ bị lỗi rất là nhiều lần rồi đó. Lần đầu tiên là đi ở khúc trên cầu Xã Bảo á, bị hỏng, phải quay trở ngược lại quay lần thứ hai. Đi tới đây thì cục pin nó bị hỏng không hay nữa, cứ cầm máy quay chạy hoài mà nó không có quay được gì. Mình đã đi tới bến xe Bạc Liêu nha các bạn. Đây bến xe Bạc Liêu, phía trước sẽ là ngã ba Sa Cảng. Thì khi đến ngã ba Sa Cảng mình sẽ kết thúc cái video này. Hành trình cũng khá là dài, video cũng khá là dài, nên các bạn thông cảm xem hết cái video giúp mình. Video mình chia sẻ từ cầu Xã Bảo đi về tới ngã ba Sa Cảng và chi tiết tình hình trên tuyến đường này. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Đây mình đã đi tới ngã ba Sa Cảng nha các bạn. Đây. Rồi đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và subscribe kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo cũng như là ủng hộ mình.
trên cái hành trình chia sẻ hình ảnh của quê hương Bạc Liêu đến toàn thể các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.